Là sao đây? Đây là một buổi sáng đi học của mình, trường mình bắt buộc phải mang laptop. Giờ thì mình sẽ mặc áo khoác đồng phục, mang cái scrunchie đi cho xinh. Còn hôm nay mình sẽ mang thỏi son này đi, đeo kính vào nữa. Trường mình bắt buộc phải đi tất trơn màu với cả giày da màu đen. Đây là hai em của mình. 7:45 thì xe nhà mình đến đón. Bác lái xe của mình sẽ đưa mình đến trường. Trường mình sẽ vào học lúc 8:30. Nghe rap Việt, trường mình cách nhà tầm 13 cây cơ, nên là đi khá xa, phải đi qua tận một cây cầu.